Kính thưa quý vị khán thính giả, ngày hôm nay xin mời mọi người cùng nghe bài thơ Có nỗi đau nào hơn thế, do Vi Thức sáng tác để kính viếng hương hồn 22 liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã hy sinh tại Quảng Trị trong đợt bão lũ vừa rồi. Sau đây xin mời mọi người cùng theo dõi. Đồng đội ơi, nỗi đau nào hơn thế, giữa thời bình mà lệ vẫn ướt mi. Hám hai người đã vĩnh viễn ra đi, sự mất mát lấy gì bù đắp nổi. Để giờ đấy trong đêm sâu vời vời, vợ chờ chồng mòn mỏi giữa cô đơn. Những đứa con rồi cũng sẽ lớn khôn, nhưng từ nay đã không còn thấy bố. Và mẹ nghèo với dáng hình khắc khổ, cũng chẳng còn nước mắt để khóc con. Di ảnh kia theo nỗi nhớ chập chờn, tuổi già tới biết tìm đâu chỗ dựa. Người cha yếu tựa lưng nhìn ra cửa, mắt xa xăm như chết nửa cõi lòng. Sau bao ngày chờ đợi với ước mong, tim quặn thắt giữa mênh mông thương nhớ. Đồng đội ơi, máu các anh đã đổ, tô điểm thêm sắc đỏ của màu cờ. Luôn vì dân chẳng quản ngại gió mưa, bao khó khăn vẫn không hề náo núng. Ai ngờ đâu chiến trường không tiếng súng, mà các anh lại ngã xuống bao người. Khi thiên tai bão lũ vẫn ngập trời, mẹ thiên nhiên vẫn chưa thôi khắc nghiệt. Hôm nay đây xin gửi lời vĩnh biệt, cảm ơn anh những người lính Cụ Hồ. Chúc các anh yên giấc mãi ngàn thu, để lòng dân muôn đời luôn ghi nhớ. Vâng, vừa rồi là bài thơ Có nỗi đau nào hơn thế của Vi Thức. Xin mọi người hãy chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Vi Thức. Hẹn gặp quý vị ở những video tiếp theo.